Quá này mình đang hái cây kiểng nha. Rồi nay bán cây kiểng luôn nha. Quá cây đẹp quá cô chú anh chị ơi, đủ hai ba loại cây kiểng rất đẹp luôn á. Dạ, hoa kiểng đẹp, các loại hoa kiểng. Và anh đang thay cây đó, cây gì đẹp ghê. Trưng bày rất đẹp. Cái này thường thường chở ra chợ thôi cô chú chị, chở ra chợ để vậy nè, bán người ta mua ghê luôn á. Chậu nó không, chậu nó cũng mắc lắm, cây chỉ gì chị. Rồi nay nhất thời đứng bán phụ anh nè. Anh ơi, anh cây này nhiêu nè? Cây này nhiêu tiền? 90. Dạ, sao vậy ta? Cái này là lọc chị, lọc và dạ, phong thủy. Đây nè, thì nó cũng ba nhánh này chị, nhánh nhỏ nè. Đã ba bóng. Chậu dưới đất 70 đó, dưới đất nè đó, thấy không cô chú anh chị, rất đẹp. Dạ, chậu chơi đó nha bà, chậu chơi đó. Cái này là cây đó là cây quyết rồng. Dạ đó, anh có cái chậu tranh giành nhau mua, rất hấp dẫn cô chú anh chị ơi. Từ màn đầu cho tới màn kết cuộc tranh giành nhau. Khi nhóc hợi đến, dạ cây này nhiêu anh ơi? Anh cây này nhiêu nè? 90. Từ màn đầu cho tới màn kết cuộc. Dạ tắt máy đi để hao xăng. Dạ. Từ màn đầu cho tới đến màn kết cuộc tranh giành nhau từ khi nhóc hợi tới. Hả? Dạ cây đó cây dừa. Dạ. Dạ từ màn đầu cho tới màn kết cuộc cô chú anh chị mình từ từ, em nào cũng có, đừng làm quá em có em không ha. Dạ cây đó cũng 90.000 ha. Cây dừa anh, cây giống cây dừa đó như vậy. Dạ cây quyết rồng đó, từ từ em nào cũng có, đừng làm quá em có em không. Dạ xanh xanh đỏ đỏ về cho mấy em nhỏ nó mừng. Và tha hồ cô chú anh chị mình vô đứng mà ngồi, vừa đứng vừa ngồi vừa lựa luôn. Một cây tùy theo giá 70, 80, 90 lên 100, 120, 150 giá cao nhất. Từ từ em nào cũng có, đừng làm quá em có em không. Dạ rồi cô chú anh chị mình cứ vô lựa từ khi nhắc thời. Rồi tranh thủ em nào cũng có, đừng làm quá em có em không. À, xanh xanh đỏ đỏ về mấy em nhỏ nó mừng luôn. Dạ lâu lâu mới có một lần, năm thở 10 thì mới có một khi, chứ không phải như hủ tiếu mì mà ngày nào cũng có đó. Đều đẹp không? À, đẹp lắm cô chú anh chị ơi, mình ơi đẹp lắm quý vị cả nhà mình ơi. Em gái nó mua kìa, nó treo vô xe nó về kìa đó. Wow, đẹp gớm không? Xanh xanh đỏ đỏ về cho em nhỏ nó mừng. Đó. Có giá, có cả rõ ràng. 70, 80, 90, 100. Mãi vô. Rồi, cây nào cũng có. Dạ, rẻ lắm chị. Vô đi chị. Lựa đi chị. Dạ, đẹp. Dạ, cái chậu vàng này phải không? Anh, chậu vàng này nhiêu anh? 100.000. Cái đó 130. Dạ. Dạ cây đó kia bằng cây gì? Cây đô la hả? Cây đô la. Dạ mua về là có đô đầy luôn. Dạ. Dạ cứ mua về là có đô đầy luôn nha. Dạ mãi vô. Dạ. Ở đây là mỗi cây là mỗi hoàn cảnh. Dạ. Mà nhưng mà dạ sở thích chung của mấy em là đang tìm chủ nhân. Dạ đó, một cây là 130. Dạ mỗi canh, mỗi cái cây là có một cái tên. Dạ mãi vô. Dạ
cây ngọc bích. Dạ. Dạ, cây ngọc bích còn gọi là cây rola. Dạ, rola. Dạ. Quá đẹp. Dạ, cái này cô mua về cô treo trong nhà thôi, rất đẹp. Dạ. Là coi như mua vào treo là nhà mình làm ăn lên và dạ, từ đó sẽ lên luôn. Dạ. Dạ, kính thưa quý vị, cô chú anh chị, đi đâu mà dội mà vàng dừng chân ghé lại gian hàng cây kiển. Dạ anh ơi, cái cây này là kêu cây gì nè anh ơi? Anh ơi, cây này cổ hỏi cây gì? Bao nhiêu? Mấy chục. Cổ hỏi mấy chục nè. Cây tây hả? Dạ từ từ nó cao như vậy đó cô. Dạ từ từ nó cao quá vậy. Đi đâu mà dội mà vàng mà dừng chân ghé lại gian hàng cây kiển của chúng em. Đồ giữ không, giữ không. Nè. Dừng, dạ, dừng chân ghé lại gian hàng cây kiển của chúng em. Đó, xanh xanh đỏ đỏ về cho mấy em nhỏ nó mừng. Dạ cây gì em, lấy mấy cây về trồng em ơi. Dạ vừa đẹp vừa rẻ. Vừa trẻ vừa thời trang. Dạ. Dạ bỏ thân gì cũng được. Cái chợ có hồi nào già bao nhiêu tuổi mà ai cũng bảo rằng chợ mới quê hương. Ở nơi đó tôi cũng có một người thương, cứ chiều chiều nàng ra bờ sông ngồi giặt áo, ra bờ sông như hàng lứa đôi mang áo phơi cho anh nhìn. Mà tình em mong người ơi, bao nước trôi xuôi dòng sông lưng đờn. Dạ mãi vô hết hàng nha, chuẩn bị hết cây kiển của chú anh chị ơi. Dạ có bỏ cọc đi cô. Dạ bỏ cọc đi chút ra lấy cô ơi. Dạ nghe nói mà chút ra lấy là hiểu rồi, hên xui thôi, không có quan trọng. Dạ mình làm ăn lớn mà anh, đúng không, đâu có quan trọng cái chuyện bỏ cọc hay là không. Dạ. Hello em gái. Hello em gái, đi chợ không thích gì hết vậy. Dạ bên em hôm nay, dạ kính thưa với cô chú anh chị, là hôm nay bên em có bán cây kiển phong thủy. Dạ cô chú anh chị mình đi đâu mà dội mà vàng dừng chân ghé lại gian hàng của chúng em. Đó, đây sẽ có cây kiển. Dạ mãi vô cô ơi. Dạ các loại cây. Dạ cô cứ coi, cô nhìn cô ngó đi. Dạ cây nào được ý là cô lụm. Dạ bên em có bán cây kiển. Dạ. Dạ mấy chị đi đâu mà dội mà vàng mà dừng chân ghé lại gian hàng bên chúng em. Dạ hôm nay chúng em từ Cà Mau lên. Dạ. Dạ mấy chị, cảm ơn mấy chị đã cười. Dạ hôm nay gian hàng chúng em có mặt tại đây là chúng em lên từ Cà Mau. Dạ chúng em có đem, tại vì Cà Mau chúng em có đem cây kiển lên đây để giới thiệu với cô chú anh chị mình, giá 90.000 giao lưu. À ha. Rồi lấy cho em bắn cá 2 chậu luôn. Đó. Rồi mãi vô cô ơi. Dạ tham quan vườn cây kiển xa đét đi. Dạ mấy cô, mấy anh, mấy chị, mấy gì. Dạ cứ mãi vô gian hàng của chúng em coi cây kiển. Dạ đây cây kiển đủ thứ loại cây. Dạ. Rồi lấy cho em bắn cá 2 cây. Rồi bỏ bịch cho em bắn cá luôn. Hot girl gà đó, hot girl bán cá kìa cô chú anh chị đó. Rồi lấy cho em bán cá 2 cây luôn. Dạ. Dạ chúng em xin mời các cô các chú hãy ghé vào gian hàng cây kiển của chúng em từ Cà Mau lên. Dạ Cà Mau lên cô. Dạ. Em bán cá cười ha. Phái rồi. Phái anh YouTube rồi. Dạ má đi chợ hả má. Dạ dạ cũng mới lên bán ế má ơi.
Rồi lâu lâu mới có một lần, năm thở 10 thì mới có một khi, chứ không phải như hủ tiếu mì mà ngày nào cũng có. Dạ bên em, dạ bên em hôm nay có cây kiển nè. Dạ mấy anh mấy chị đi đâu mà vội mà vàng. Dạ dừng chân ghé lại gian hàng cây kiển của chúng em. Dạ chúng em có bán cây kiển luôn. Dạ mại vô. Chợ càng ngày càng đông, từ khi Nhất Hợi đến càng ngày càng đông cô chú anh chị mình ơi. Đông quá xá là đông. Từ từ đừng chen đừng lắng. Dạ từ từ em nào cũng có, đừng làm quá em có em không. Dạ mãi vô cây kiển nè em ơi. Dạ cây kiển chúng em từ Cà Mau lên. Dạ người ta lên cua chứ tụi em lên cây kiển không à. Dạ đây vườn hoa sa đéc. Dạ bên chúng em có vườn hoa sa đéc nha, hân hạnh giới thiệu với cô chú anh chị mình luôn. Đó, đây cây kiển giao tặng nơi. Dạ giá cực rẻ luôn, 70, 90, 150 là cô chú anh chị mình có một vườn hoa di động ở nhà luôn. Đó đây rất đẹp, cực kỳ đẹp, vườn hoa di động. Đó vườn hoa di động từ Cà Mau lên tới Đồng Nai. Đó cây rất đẹp. Dạ không đâu đẹp bằng. Rồi mãi vô, mãi vô. Trời ơi chợ đông quá trời mà không mãi vô đây. Dạ dạ chào mấy cô, chào mấy chị từ xa mới tới. Dạ tham quan cây kiển vườn hoa sa đéc đi ạ. Dạ 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 coi đi cô cây đẹp lắm chị. Dạ dạ vô coi đi em ơi. Dạ cây kiển rất là đẹp em ạ. Dạ em kính chào mấy cô mấy chú mấy anh mấy chị mấy dì mấy mợ từ xa mới té và từ xa mới tới. Dạ dạ bên em hôm nay có cây kiển. Dạ bên em hôm nay có quán cây kiển, xin mời cô chú anh chị mình trực tiếp ghé vô gian hàng cây kiển của chúng em từ Cà Mau lên. Dạ chị gái sách nặng quá. Dạ xa xa có đàn cò bay về. Đó nguyên một vườn cây kiển. Đó vườn hoa sa đéc. Dạ dạ kính mời cô chú anh chị đi đâu mà vội mà vàng mà dừng chân ghé lại gian hàng cây kiển của chúng em. Đó đây là cây kiển của chúng em nha. Đó tham quan vườn hoa sa đéc. Dạ lâu lâu mới có một lần, năm thở mùi thì mới có một khi, chứ không phải như hủ tiếu mì mà ngày nào cũng có luôn. Dạ dạ từ từ. Dạ dạ từ từ em nào cũng có, đừng làm quá em có em không. Trời ơi nó đông như cái gì vậy, trời ơi là trời, quá trời đông mà bán không được cô chú anh chị. Nay đông lắm cô chú anh chị ơi, cực kỳ đông. Dạ nhưng mà bên chúng em vẫn ế. Dạ đông lắm mà bên em vẫn ế. Dạ đi đâu mà vội mà vàng, dừng chân ghé lại gian hàng hoa kiển sa đéc. Đâu quay em bán cá quay lại coi. Dạ bên em từ sa đéc lên à, bên em cũng có nhiều. Dạ đây chị. Dạ 130 chậu, đẹp cực kỳ chị ơi. Nè, hàng này nói với bôi son là sống dây. Dạ. Rồi, bên chúng em xin kính mời. $115,000 đúng vốn luôn phải không? Rồi để cho chị luôn, bỏ bịch cho chị luôn đi. Rồi chị sắp xe cho đó đi chị. Rồi, mãi vô. Dạ bên chúng em chỉ còn có một chậu vậy thôi nha cô chú anh chị. À dạ hôm nay chúng em đang có mặt ở chợ Biên Hòa Đồng Nai thì em có gặp được anh bán cây kiển. À đây là một vườn hoa di động thì
Nhất Hợi cũng được cho sự cho phép của anh Nhất Hợi review chia sẻ đến cô chú anh chị mình vườn hoa di động tại chợ Biên Hòa Đồng Nai đó. Thì một cái chợ hôm nay là ngày chủ nhật thì rất là đông nha cô chú anh chị. À, chợ nàng nà 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 nà. Rồi bỏ bịch cho chị luôn. Rồi hên quá, bán cho chị được một cây tiếp tục. Dạ cây mâu son đẹp lắm. Dạ dạ đẹp lắm. Trời ơi cây mâu son nè. Dạ treo treo vậy cho bán cũng ngon. À đây vẫn là chợ. Rồi thì kính chào cô chú anh chị. Thì hôm nay thì Nhóc Hợi cũng review chia sẻ đến cô chú anh chị một cái vườn hoa di động từ Sa Đéc lên Biên Hòa bán. Thì Nhóc Hợi cũng xin chúc cô chú anh chị mình một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc. Thì xin kính chào cô chú anh chị, video này đến đây cũng xin tạm dừng, hẹn cô chú anh chị mình ở những video tiếp theo ạ. Dạ rồi, thấy cô chú anh chị mình thấy video này hay, có ý nghĩa, vui và cho Nhóc Hợi xin một like, một chia sẻ nha, để cho video nó có tương tác. Rồi thì hẹn cô chú anh chị mình ở những video tiếp theo ạ. Dạ chào tạm biệt cô chú anh chị nha.